Hay mọi người mình coi cái video này mình cũng rất là thắc mắc, mình không biết anh này anh đang làm gì. Dưa hấu thì anh chặt nhỏ 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 ra, mọi người thấy không? Đó, anh xắt nhỏ, nhỏ miếng dưa hấu ra mà mình cũng không biết là anh ta làm cái gì. Bây giờ thì để biết anh ta làm cái gì thì mời mọi người sẽ xem video này đến lúc kết thúc luôn nha. Nước đá thì anh ta không có đập, anh ta chỉ lấy dao anh ta chọc 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 cho nó bể ra thôi mọi người. Rồi sau đó anh ta đổ sữa vô nè. Cái món này mình thấy nó cũng rất là đặc biệt, chắc có lẽ hôm nào mình sẽ làm thử mọi người. Bây giờ anh ta đổ sữa vào, cái này là sữa sữa tươi trong bịch, anh ta đổ vô nè mọi người. Đó, tiếp tục thêm một bịch nữa, đây là sữa bò tươi. Thì mình coi lúc đầu mình coi tới coi lui cũng chẳng biết anh này làm gì, mà bây giờ muốn tua nhanh cũng được, muốn tua nhanh thì mình không biết anh ta bỏ những cái gì vô, cho nên mình phải coi từ từ như vậy nè, mình biết là anh ta làm những món gì. Bây giờ anh ta đã bỏ 3 bịch sữa rồi đó mọi người, 4 bịch, bây giờ thêm một bịch nữa nè, là bịch thứ tư rồi đó nha. Bây giờ là 4 bịch sữa tươi, 4 bịch sữa tươi bỏ vào trong một cái thùng nước đá thì không có đập, nước đá thì chỉ lấy cái dao chọc chọc chọc, 5 bịch mọi người. Bây giờ là 5 bịch sữa tươi rồi, nó anh ta chỉ lấy dao anh ta chọc những cục đá cho nó bể ra thôi. Rồi anh ta cứ tiếp tục đổ sữa vô. Đây đây là gì đây? Anh ta đang chuẩn bị đổ cái gì vô nè mọi người. Nhìn giống như dầu ăn nhá hả? Đúng rồi mọi người. Ồ, cái này không phải dầu ăn đâu mọi người, mình biết này cái gì rồi. Cái này là nước đường. Đúng rồi, anh ta đổ nước đường vào, cái này là nước đường anh ta đã đun ra chảy ra mọi người. Đun sẵn trong chai này, trời, lúc đầu tưởng là anh đổ dầu vô. Không biết là anh đổ dầu vô trong đây để làm cái gì nữa. Đấy mọi người đó. Nãy cứ tưởng là anh cầm cái chai dầu đổ vô, quá ra là cái chai dầu này không phải dầu đâu, mà là cái này. Tại vì các bạn nhìn trên nước kìa, nước nó đâu có nổi cái váng dầu lên đâu. Mình biết cái này chắc chắn là cái nước dầu, cái nước đường luôn nè. Mọi người nghĩ sao? Mọi người có ý kiến gì về cái nước này? Nếu có ý kiến về nước này thì mọi người comment bên dưới để cho mình biết ha. Thì mình nghĩ cái này chắc chắn là dầu. Xin lỗi các bạn, mình nghĩ cái này chắc chắn là dầu. Bây giờ anh bỏ gì đây? Trời, cái này gì đây? Này nhìn giống giống tương ớt vậy mọi người. Không phải đâu, mình nghĩ này là sigo nè, mình nghĩ này là sigo nước màu để đánh cho nó ra màu mọi người, đúng không? Theo mọi người thì mọi người nghĩ sao? Mình thì mình nghĩ cái này chắc là nước màu, nhưng mà nước màu rồi bỏ vô sau nãy giờ nó chẳng ra màu gì nhiều á đó mọi người ha. Anh ta bắt đầu khuấy lên, khuấy đều trộn những hỗn hợp này lại với nhau, trộn hỗn hợp lại với nhau. Nước đá thì anh ta không có đập, anh ta chỉ để nguyên cục. Mình nghĩ để nguyên cục vậy cũng là một cái lý do là để cho cái này nó lạnh, mà lúc uống thì họ không có uống cái cục đá, họ chỉ uống nước thôi. Đó, anh ta bắt đầu sắc dưa hấu nè, sắc mỏng đường mỏng và sau đó sắc nhỏ thiệt nhỏ và bỏ vào trong cái hỗn hợp này mọi người. Hỗn hợp này là hỗn hợp sữa sữa tươi nãy anh ta đổ vô nè, sữa tươi đổ vô chung với cái nước đường và nước màu đó. Rồi bây giờ anh ta bỏ dưa hấu vào, dưa hấu anh ta cắt nhỏ nhỏ, nhỏ anh ta đổ vô nè mọi người ha. Đó, anh ta chẻ cho nó nhỏ thiệt nhỏ, nhuyễn thiệt nhuyễn, thay vì mình bào cái này anh ta không bào, anh ta sắc nhuyễn 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 bỏ vô thì chắc lẽ là vừa uống vừa ăn cái dưa hấu này luôn mọi người, đúng không? Đó, chắc lẽ là anh ta sẽ vừa cho vừa uống và vừa ăn cái dưa hấu này. Cái video này thì mình nghĩ chắc lẽ là cái món này là của người Indian mọi người ơi, của Ấn Độ, món này là của người Ấn Độ. Đó, anh ta tiếp tục sắc dưa hấu bỏ vô tiếp, tại vì một cái miếng dưa hấu chắc không đủ nổi nguyên một cái nồi vậy đâu. Dưa hấu nhìn ngon đúng không mọi người? Dưa hấu nhìn đỏ ngon cực kỳ à. Dưa hấu này dưa hấu dài. Đó, anh ta tiếp tục chắc nhìn ra kỹ thuật cắt của anh ta thật là cao siêu đúng không mọi người? Kìa, nhìn những miếng cắt của anh ta rất là cao siêu, nhìn rất là đồng đều. Đấy, rồi anh ta sắc nhỏ xong bỏ vô tiếp. Anh ta chỉ chẻ ra xong anh ta sắc nhỏ bỏ vô. Đấy mọi người ha. Đó, bây giờ cắt chéo luôn mới ghê chứ. Hồi nãy cắt ngang thôi, bây giờ cắt chéo nữa. Mình cho nó ra cực kỳ nhuyễn. Đó, bây giờ anh ta tiếp tục bỏ vô nữa. Hồi nãy giờ là bỏ vô một hai miếng. Bây giờ miếng này miếng thứ ba. Giờ anh ta cắt rất là cao siêu luôn mọi người, đúng không? Chặt 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 xong rồi chẻ nhỏ ra. Đó, anh ta cắt rất là cao siêu, nhìn kìa. Kỹ thuật rất là điêu luyện. Đây là cao thủ võ lâm mọi người. Đấy. Đó, anh ta thắt nhẹ ra. Anh ta sắc cái kiểu giống như hạt lựu Việt Nam mình đó mọi người. Nhưng mà anh ta có một cái kỹ thuật cắt rất là công phu. Nhìn giống như phim kiếm hiệp vậy. Chặt 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 chặt. Xẻ ra. Đó, nhìn mọi người chặt à. Anh ta chặt cực kỳ là điêu luyện. Đúng không? Giống như một cao thủ võ lâm á. Đó. Từng nhát một, đi tới đâu là nhát dính tới đó. Anh ta bắt đầu cắt thẳng nữa nè. Nói chung là anh ta cắt giống như kiểu hạt lựu Việt Nam mình á, mà cắt cũng đâu ra kiểu gì đâu đúng không mọi người.
cứ cắt đại cho nó ra nhỏ thôi. Cái này là anh chơi thủ công cho nên anh chỉ chơi từng nhát thôi. Đó, bây giờ anh đã bỏ, hồi nãy giờ bỏ gần hết trái dưa hấu rồi đó. Giờ anh ta tiếp tục bỏ nữa. Anh ta tiếp tục bỏ miếng dưa hấu nữa. Đó, rồi anh ta sẽ dùng một cái kỹ thuật điêu luyện của mình tiếp tục. Chặt 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 chặt. Xong chém 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 chém. Rồi anh ta sắc nhỏ ra. Trời ơi, cái này mất thời gian thiệt á. Hồi nãy giờ thay vì chơi cắt nửa trái dưa chặt cho nó nhanh đi, đúng không mọi người? Cái này anh cắt có lẽ là bán mọi người, cho nên phải làm kỳ công gì đặng cho bán nó dễ có lời, chứ giờ mà bán kiểu mình chắc lỗ chết. Anh ta tiếp tục chặt nữa, hồi nãy giờ bao nhiêu miếng rồi, tiếp tục chặt nữa, mình thấy còn miếng trên bàn kìa mọi người, chắc lẽ là hết trái này luôn, chắc là anh ta sẽ chơi hết trái này luôn đó. Mọi người đang đứng xung quanh và mình biết mọi người đang coi video này cũng rất là tò mò, nhưng mà đừng trả qua nha, mình coi từng công đoạn gì mới hay. Chứ bây giờ mình trả ra mình sẽ không biết là anh ta sẽ làm gì. Anh ta bỏ qua cái miếng kia rồi. Rồi anh ta tiếp tục bỏ vô, bắt đầu khuấy lên. Đó, khuấy lên. Bây giờ đố các bạn ra nước gì nè. Bây giờ là câu trả lời nè, nè nước dưa hấu. Nước dưa hấu với sữa tươi. Trời ơi, nãy giờ mà anh làm từng công đoạn mà mình thấy chóng mặt luôn, thì ra cái này là chỉ là nước dưa hấu và sữa tươi thôi mọi người. Nhưng mà cũng hay, chắc lẽ là hôm nào mình sẽ làm thử cái món này, đúng không mọi người? Đấy, mình cứ cắt dưa hấu bỏ sữa tươi vô pha trộn nhau, thay vì mình làm xương tố mình xay cho nó nhuyễn ra.